喂。Crash, great. Bodolin, bodolin, bodolin. Anh ta không một bộ lưng, rất là buồn hạc hay lắm. Anh ta đi vào trong nhà làm gì vậy? Vâng, anh ta đi ra cầm trên tay này. Là cái gì nhỉ? Hình như theo tôi suy đoán thì đó là một chiếc nỏ tự chế. Một chiếc nỏ tự chế. Chắc là do anh ấy chế ra mà thôi. Nên anh ta dùng cái nỏ này ra đi. Chúng ta hãy xem nhá. Thôi, thôi đi nào. Anh có bộ lưng rất là đẹp rồi. Không phải là bộ lưng. Hay là anh quen bộ lưng mà anh... Và bắn đầu tiên. Nhưng mà ta anh ta tỏ ra rất là sung sướng. Biết rằng mình bắn trượt thế nhưng mà vẫn phải cổ vũ cho những phát sau để theo tôi nghĩ là lấy hưng phấn. Chứ mà buồn luôn thì chắc là anh ta không có sức để bắn. Và chúng ta hãy xem pha bắn thứ hai của anh ta bắn với tọa độ như thế nào. Chúng ta hãy bắt đầu xem pha bắn thứ hai của anh ta. Tên đã lên nỏ rồi thì cứ thế mà phịch thôi. Hay là cái nỏ tự chế hơn. Ôi trời ơi. Có con chim này để vô dưới kia đi. Làm gì còn con chim. Có này anh ta bắn đi chứ không chưa. Lại cũng như phát trước, anh ta cho tên vào nó và anh ta lại có những động tác rất là chuyên nghiệp. Được rồi. Cách mà chán mà không thể là không. May là có cậu bé rất nhà con. Đây là cách mà bố người nhận và con của người nhận. Chúng ta hãy cùng xem phát bắn tiếp theo của anh ta. Rách thì rách mà lại còn giơ giơ tay cao lên. Bắn ra đây hả? Bắn ra cho chúng tôi xem. Chúng tôi rất thích cái dáng bắn của anh. Anh có một thế bắn rất là đẹp, rất giống chuyên nghiệp. Xuống thế này. Xuống thế và giơ nỏ lên để bắn nha. Mục tiêu của anh ta là những chiếc móng may hay là bức tường hoặc là cánh cửa kia. Nào. Có bắn trúng không? Lại không trúng. Tuy là trúng thế nhưng mà lại không nổ. Anh ta có vẻ rất tức giận. Anh ta có hành động rất là quái đáng. Anh ta bây giờ không bắn mà anh ta chuyển sang vận chân. Anh ta vận chân để vận xung quanh lá chân. Anh này là có vẻ là lại hạ đây. Anh ta bắn không được. Anh ta dùng chân vận. Anh ta với những quả bóng đấy ra lỗ để theo tôi nghĩ là có lẽ là mục tiêu để hoàn thành công việc này là làm sao nổ được những trái bóng. Những trái bóng treo trên tường thì anh không thể bắn được đấy.
Dẫn ra một cái cát con ạ. Bao đến gấp của anh ra đây là đúng rồi. Cái mẹ của anh là chắc là chuyên về đâm. Không mà lại chắc. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe.